Xin chào quý vị, trở lại chương trình Trực chuyện TV. Thì việc bà Trương Mỹ Lan và cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang bị điều tra và đứng trước những cái cáo buộc về một cái tội danh lừa đảo, một cái tội danh rất là xấu xa, và đứng trước một cái bản án có thể là nhiều năm tù cho chính cái người CEO của cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thì cái bản tin này đã được cộng đồng mạng dậy sóng trong mấy ngày vừa qua, và nhất là người ta dự đoán rằng trong những ngày tới đó nó có hay không cái việc chao đảo cái thị trường chứng khoán, hoặc là những cái hoạt động của những cái người mà họ gửi tiền vào một số các ngân hàng, và những cái ngân hàng đó được cho rằng có liên quan đến cái hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hay là cái công ty con của cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát là cái công ty An Đông. Thì cái tình hình rất là phức tạp. Bây giờ mà nhìn lại đó, thì cái việc mà cơ quan pháp luật của Việt Nam tiến hành khởi tố bắt giam một cái người rất là uy tín, hay là đúng hơn một người rất là nổi tiếng, một cái người mà trong một thời gian dài làm trùm và lớn nhất về cái địa ốc ở thành phố Hồ Chí Minh, và cái việc mà bắt rồi khui ra hàng loạt các cái vấn đề và truy tố một cái tội danh rất là nặng như vậy, thì đây có phải là một cái chiến tích, đây có phải là một cái sự thành công, hay là đây là một cái sự ngoạn mục ngoài dự đoán, ngoài cái mong đợi của rất là nhiều người? Thì rất là nhiều những cái thông tin đó nó đã được đưa ra trong mấy ngày vừa rồi. Nói chung thì thuyết âm mưu cũng đi theo đó, nó thổi phồng các cái vụ việc này lên rất là kinh khủng. Và đối với những cái người dân bình thường, những người mà ít có hiểu biết về pháp luật hay là ít hiểu biết về các cái thuật ngữ kinh tế, thì cũng rất là lùng bùng với lỗ tai thôi, người ta cũng không hiểu được cái vụ việc này là như thế nào, và gian dối là làm sao. Và thật ra mà dân về pháp luật mà rành á, họ cũng không có nắm vững nữa, không có nắm vững là bởi vì phía bên cơ quan công an, khi mà thông qua cái người phát ngôn của Bộ Công an là ông Trung tướng Tô Ân Sô, cũng chỉ nói bước đầu thôi là cái công ty An Đông, cái tập đoàn gọi là An Đông nằm dưới cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và tập đoàn này huy động vốn, hay nói đúng hơn là phát hành trái phiếu, và phát hành trái phiếu đó có một sự gian dối, và cái sự gian dối và phải có một sự chiếm đoạt nữa, cho nên người ta mới khởi tố cái tội lừa đảo. Và ông Trung tướng Tô Ân Sô cũng chỉ nói đến mức độ đó thôi, nhưng mà không có nói rõ là những hành vi đó như thế nào. Do đó thì người ta cũng đưa ra mấy cái nhiều cái dự đoán chứ không phải là vấn đề gì hết. Thì hôm nay chúng ta muốn nói ở một cái khía cạnh là cái vụ việc này nó diễn tiến sau khi đã xảy ra những cái vụ việc rất là đình đám khác của những cái đại gia địa ốc rất là nổi tiếng. Thí dụ như là cái vụ Tân Hoàng Minh cũng là lừa đảo rất là dữ dội, cũng thông qua cái việc trái phiếu và cũng có ảnh hưởng rất là lớn đối với cái thị trường chứng khoán, và cũng thông qua các cái thị trường chứng khoán nữa, hoặc là ngay cả FLC đó, Trịnh Văn Quyết thì cũng đã chiếm đoạt rất là nhiều tiền thông qua cái việc bơm thổi và cái lực đùa gà, cái việc mà tạo giá ảo ở trên cái thị trường chứng khoán. Và đến ngày hôm nay thì cái vụ điều tra đó nó đang rất là căng thẳng, và phía bên cơ quan chức năng người ta đang xử lý những cái tài sản của ông Trịnh Văn Quyết. Ngày hôm qua thì có một cái thông báo rằng là chiếc xe Rolls Royce của Trịnh Văn Quyết sẽ được đi bán đấu giá với cái giá khởi điểm là 10 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tức nghĩa là những cái doanh nghiệp rất là lớn như vậy đó, chúng ta thấy rằng một cái tập đoàn kinh khủng người nào là nghe nói ngàn tỷ, nhưng mà đụng chuyện một cái khi mà phanh phui ra thì nó thúi quắc, có thể nói rằng nó quá nhiều các cái sự bày hay và có quá nhiều các cái sự khuất tất ở trong đó, và dần dần nó sẽ được khui ra. Và những cái việc mà khui ra những cái tập đoàn lớn như vậy đó, vẫn những cái vụ án gọi là kinh thiên động địa, và nó có một cái dây mơ rễ má rất là chặt chẽ, nó liên quan, nó có thể là nhiều người, nhiều ngành, hay là thậm chí có liên quan đến một số các cái cơ quan nữa, thì đây phải nói là một cái chiến tích rồi, chứ không thể nó không công nhận đó là một cái chiến tích được. Thí dụ như sau cái Covid-19 á, nhiều người thấy rằng nền kinh tế bị chao đảo, rồi nhiều người dân phải đối phó với rất là nhiều các cái sự khó khăn, ngân sách nhà nước thì đang thiếu thốn, rồi nhiều người làm ăn lương thiện á, thì phải căng mình ra để mà vượt qua những cái sự thiếu thốn đó. Nhưng mà những cái kẻ mà họ họ làm giàu đó một cách bất chính như thế này đó,
thì không thể nào chấp nhận được. Thì trở lại cái vấn đề trong mấy ngày vừa rồi, những cái thuật ngữ mà được dùng nhiều nhất đó là phát hành trái phiếu, bởi vì theo như phát ngôn của Bộ Công an của Việt Nam thì phát hành trái phiếu và buôn bán trái phiếu trái phép, nói chung là rồi chiếm đoạt. Và trái phiếu là như thế nào thì ở đây là cái trái phiếu doanh nghiệp. Thực ra thì trái phiếu cũng chỉ là một cái công nợ, một cái chỉ là một cái giấy nợ thôi. Thí dụ như chúng ta mà vay tiền của ngân hàng hay là vay tiền của các cá nhân với nhau đó, thì thường mình ghi cái giấy gọi là cái biên nhận nợ, hoặc là một cái tờ hợp đồng gọi là hợp đồng vay nợ chẳng hạn. Thì những cái hợp đồng vay nợ đó nó cũng giống như cái trái phiếu. Trái phiếu thí dụ như chính phủ người ta cũng có vay tiền của nhân dân, rồi nhiều khi phát hành các cái trái phiếu, và khi mà chúng ta dùng cái tờ giấy mà gọi là công trái phiếu đó, thì đó là cái gì, là cái nợ của chính phủ mà ghi nhận rằng là coi như là mượn nợ của cái người trái chủ, đó là người dân. Thí dụ như trái phiếu gồm có 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu gì đó, hoặc là 100 triệu hay là 1 tỷ bạc, và có nhiều cái trái phiếu đó giữ lại. Và theo như cam kết của chính phủ thì mỗi một năm sẽ trả lời cho chúng ta, trả tiền lãi cho chúng ta đó là bao nhiêu. Và phần lớn á, nhiều nước đã sử dụng cái cách đó. Thí dụ như người ta nói là nợ công đó, thì ở Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ phát hành trái phiếu trong dân rất là nhiều. Và những cái ngàn số nợ của nước Mỹ đó hiện giờ khoảng chừng 33.000 tỷ. 33.000 tỷ đó, trong đó đa phần là trái phiếu mượn từ cái người dân của nước Mỹ. Người dân ở nước Mỹ họ mua mấy cái trái phiếu, rồi họ để dành có thì 5 năm, 10 năm, 7 năm gì đó, và sau đó thì họ, hoặc là họ mua những cái trái phiếu mà có nhiều hình thức khác nhau dành cho con của họ, có khi đến năm 18 tuổi để mà nó lấy ra chẳng hạn. Thì đó là những cái giấy nợ thôi. Còn cái trái phiếu của doanh nghiệp là doanh nghiệp họ làm ăn và họ chứng minh là họ có cái lãi, và họ chứng minh được họ có hiệu quả, hoặc là họ đứng trước những cái cơ hội làm ăn khác. Ví dụ như có nhiều cái dự án, có nhiều cái chương trình khuếch trương ra, và họ được cấp phép trên những cái dự án đó, và họ chứng minh cho thấy rằng là cái tương lai nó có thể là tạo ra cái lợi nhuận, và họ đưa lên thí dụ như là thị trường chứng khoán chẳng hạn, và được ủy ban chứng khoán người ta chấp nhận, và họ có quyền để mà bán những cái trái phiếu, hoặc là họ bán những cổ phiếu chẳng hạn ở lên cái thị trường chứng khoán. Và đó là cái cách cũng là thu hút vốn. Thu hút vốn này có nhiều thứ lắm, họ có thể là mượn nợ cá nhân, mượn nợ của ngân hàng, họ mượn nợ của các cái doanh nghiệp với nhau, hoặc là họ rủ hùng hạp đầu tư rồi họ phát hành trái phiếu cho chính bản thân của họ. Đây là cái cách mà Tân Hoàng Minh trong cái thời gian vừa qua đã sử dụng. Và để mà kinh doanh bình thường đó, thường thì những người dân mà họ làm ăn bình thường lúc nào cũng vậy, họ thiếu vốn, và người ta thiếu vốn á, thì mượn, thí dụ như mượn của gia đình, bên vợ, bên chồng, bên nội, bên ngoại gì đó, rồi của bạn bè, của anh em. Mà nếu như mình mượn vậy không xong rồi, không đủ rồi, có khi người ta phải sử dụng các cái tài sản thế chấp để mà vay ngân hàng. Và để vay ngân hàng đó thì nó rất là khó khăn. Và vay ngân hàng thì lúc nào theo pháp luật của Việt Nam phải có tài sản thế chấp. Nếu như không có tài sản thế chấp á, người ta sẽ không cho vay. Không có cái dạng mà tín chấp mà có thể vay được rất là nhiều tiền được như vậy. Và phải chứng minh được làm ăn là có lời, phải lập ra các cái dự án, và những cái dự án nó phải khả thi, phải thuyết phục được những cái cán bộ tín dụng, và phải chứng minh rất là nhiều thứ. Cho nên cái việc vay, mà việc vay ngân hàng nó cũng rất là ít, nó cũng chỉ nằm trong cái khoảng mà tối đa khoảng chừng 70% hoặc là cao lắm là 80% so với các cái tài sản của họ có. Ví dụ là tài sản máy móc thiết bị gì đó mà lên khoảng chừng 1.000 tỷ thì vay cao lắm là 700 tỷ thôi. Mà 700 tỷ như vậy thì họ cũng chỉ dừng lại cái mức đó. Và khi mà cái mức mà vay tối đa nó như vậy rồi mà người ta chưa trả được thì người ta không thể vay tiếp được. Và chính vì cái điều này đó cho nên là các cái doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp địa ốc, khi mà họ có cái cơ hội làm ăn chẳng hạn thì bắt đầu họ phát hành trái phiếu. Và phát hành trái phiếu thì họ vay, họ ghi nhận để mà vay. Mà một khi vay rồi mà làm ăn mà họ lại đầu tư, họ đầu tư đó mà họ làm, mà thí dụ như tới một cái mức mà không có thể được nữa, cái zoom của nó không còn đó, thì bắt buộc họ phải làm thế nào, họ phải mở ra các cái doanh nghiệp khác,
gọi là cái vệ tinh, những cái doanh nghiệp gọi là bên dưới, và những cái doanh nghiệp mà lệ thuộc như vậy đó thì họ cũng tạo ra những cái bánh, họ tạo ra những cái con số nó rất là thuyết phục. Thí dụ như nói rằng là có làm ăn có lãi trong vòng 2 năm vừa rồi, rồi thí dụ như cái cách điều vốn, rồi cái cách gọi là sở hữu chéo lẫn nhau, gọi là cái doanh nghiệp ở trên rót vốn xuống là đầu tư bao nhiêu, rồi ở bên trái bên phải gì là họ có cái kiểu mà gọi là cổ đông qua lại với nhau, gọi là sở hữu chéo với nhau, để mà chứng minh được rằng cái tầm cỡ của các cái doanh nghiệp đó. Thì chúng ta đã thấy rồi, trong cái hồ sơ của vụ Trịnh Văn Quyết cũng đã có những cái công ty như vậy là thành lập, là nói rằng là đầu tư đến mấy 1.500 tỷ và đủ thứ chuyện, nhưng mà cuối cùng thì những con số nó không phải như vậy, người ta thấy là có cái vỏ thôi. Và trở lại cái vụ Vạn Thịnh Phát, thì Vạn Thịnh Phát có cái cách như vậy hay không? Và chúng ta thấy rằng đó, khi mà người ta khởi tố về cái tội gọi là cái tội lừa đảo, cái tội lừa đảo là một cái tội như thế nào? Chúng ta trở lại cái quy định cái Bộ luật hình sự quy định tại điều 174. Thì điều 174 quy định rất là rõ là người nào dùng cái thủ đoạn gian dối để mà chiếm đoạt tài sản của người khác có cái giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, chỉ cần 2 triệu đồng trở lên thôi thì đã cấu thành vào cái tội lừa đảo rồi, nhưng mà ở cái mức thấp, cái mức là có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn đối với phạm tội có tổ chức đó mà nó rất là nặng đó và nó chiếm đoạt rất là nhiều tiền đó thì nó sẽ bị rơi vào cái khoảng là 12 năm, 20 năm đến chung thân hoặc tử hình, tức nghĩa là chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc là chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, nhưng mà thuộc trong các cái trường hợp mà thí dụ như là lợi dụng thiên tai dịch bệnh, lợi dụng này kia nọ, đại loại có nhiều cái việc mà gian dối hơn đó thì người ta vẫn truy tố vào cái khoản này. Và đây là cái khoản 4 của điều 174. Thì chúng ta muốn nói rằng đó là cái việc khởi tố bà Trương Mỹ Lan vào cái tội lừa đảo, tức nghĩa là có hành vi gian dối. Cái hành vi gian dối ở đây là cái gì? Phát hành trái phiếu và buôn bán trái phiếu, hành vi gian dối là như vậy. Nhưng mà hành vi gian dối không, người ta cũng vẫn chưa đủ yếu tố để mà buộc tội bà Trương Mỹ Lan phải có hành vi gì nữa, phải có một cái mục đích nữa, đó là cái gì? Là chiếm đoạt tài sản, tức là mình đưa ra một cái lý lẽ nói rằng để mượn tiền để mà làm một cái chuyện đó, nhưng mà cuối cùng thì không làm. Bây giờ chúng ta không biết cụ thể rõ ràng trong trường hợp này như thế nào, nhưng mà những cái vụ án đã được phanh phui đó, thí dụ như cũng liên quan đến vấn đề địa ốc chẳng hạn, thì người ta lập ra một cái dự án xây dựng một cái khu công nghiệp đi, nói rằng là về vay rất là nhiều tiền, phải 5.000 tỷ, rồi họ phát hành trái phiếu, phát hành làm đủ thứ chuyện hết, và cuối cùng đó thì họ không sử dụng 5.000 tỷ đó cho cái việc xây dựng cái khu công nghiệp đó, mà lại đi xây dựng một cái khu vui chơi giải trí gì đó của một cái công ty khác nằm trong cái tập đoàn của mình, hay là một cái công ty gọi là chủ quản ở phía bên trên. Và như vậy thì người ta sử dùng cái từ thuật ngữ pháp lý là cái gì? Sử dụng sai mục đích, sử dụng sai với những cái thông tin ban đầu mình lập ra. Bởi vì những cái chủ nợ của cái trái phiếu đó, hay nói đúng hơn là những người mà trái chủ đó, thì họ họ lúc đầu họ bỏ cái đồng tiền ra họ mua cái trái phiếu đó là bởi vì họ nghĩ rằng là anh sử dụng cái trái phiếu đó để cho cái công trình là cái khu công nghiệp này, nhưng mà cuối cùng không phải, anh lại đi xây dựng một cái khu vui chơi giải trí, nó như vậy là người ta không biết. Và cái việc mà nếu như có hành vi gian dối nhưng mà người ta sử dụng cái đồng tiền đó, ví dụ như họ đi đánh bài, họ làm cái chuyện gì khác mà những cái người trái chủ họ không biết đó, cuối cùng thì họ không bị mất tiền và họ có cái đồng tiền họ đi trả lại, vẫn trả đúng hạn, vẫn trả đầy đủ khi mà tất toán theo đúng cái thời kỳ thì vẫn thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, thì họ không bị cái tội gọi là lừa đảo. Tội lừa đảo đó có thể nói rằng có khi người ta không biết, chứ mà một khi mà người ta biết, người ta phát hiện rằng đã đưa cái vốn đó ra cho một chỗ khác và đang sử dụng vào một mục đích khác thì vẫn là tội đó. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Bởi vì trong cái chỗ này đó có những cái sự họ tranh cãi với nhau, những người mà họ làm luật họ vẫn tranh cãi với nhau thế nào là cái tội lừa đảo và cái tội lừa đảo nó hoàn thành khi nào. Thí dụ như mình mượn tiền, mình nói là bây giờ cho tôi vay tiền đi để mà tôi đem cái tài sản của tôi đưa qua thế chấp
để mà tôi vay tiền và tôi muốn xây dựng một cái cửa hàng bán cà phê, nhưng mà cuối cùng mình không xây dựng cái cửa hàng bán cà phê mà mình đi làm chuyện khác, mình đi mua một miếng đất khác, một cái nhà khác, rồi cuối cùng bị tranh chấp, bị giải tỏa, bị thưa kiện gì đó, hoặc là mình bị lừa, mình bị mất mất hết số tiền đó và bây giờ mình không trả lại được. Thì người ta nói rằng như vậy là mình đã lừa đảo, là bởi vì mình đã gian dối, hoặc là ít nhất là bị lạm dụng các cái tín nhiệm. Và những cái điều này thì luật pháp đã quy định rất là rõ rồi. Nói chung nó thí dụ như trong cái vụ của Tân, coi như là Vạn Thịnh Phát, nó cái vụ của cái tập đoàn mà gọi là An Đông, khi mà anh vay tiền, anh phát hành trái phiếu và cái đồng tiền đó đã được chuyển dịch ra khỏi cái quỹ của, thí dụ như là của bên tập đoàn An Đông, và đang sử dụng một cái mảng khác, và khi quá trình mà thanh tra kiểm tra hoặc là người ta quyết toán, người ta thấy những cái đồng tiền nó không có, và mặc dù anh chưa vi phạm về cái việc mà thực hiện các cái việc mà trả lãi hay là trả trả nợ, nhưng mà người ta thấy rằng cái đồng tiền nó đang sử dụng cái mục đích khác rồi, nó đã không còn ở nơi đó nữa, thì có những ý kiến nói rằng đó cũng là phạm tội rồi, tức nghĩa là cái tiền nó đã bị mất rồi, nó đã bị mất rồi mặc dù anh chưa đến hạn trả, hoặc là anh chưa có dấu hiệu để mà trả, hoặc là có người nói rằng là Vạn Thịnh Phát rất là mạnh, bao nhiêu các cái tài sản, tính ra khoảng 1 phần 3 các cái tài sản ở khu trung tâm quận nhất hay là quận 3 gì đó, thì những cái khu đắc địa nhất trong cái đường Nguyễn Huệ, người ta thấy nhiều cái mặt tiền đường đó, nhiều cái trụ sở lớn là nằm dưới tay của bà Trương Mỹ Lan. Và như vậy thì bà Trương Mỹ Lan lại có chồng cũng làm ăn kinh doanh địa ốc đồ giàu có ở bên Hồng Kông nữa, và có đầu tư ở bên Trung Quốc hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà nếu mà như vậy đó thì có thất thoát cái số tiền mà khoảng chừng coi như tối đa là 25.000 tỷ ở trong cái vụ của An Đông đi, thì việc mà bán những cái khu doanh nghiệp khác đi hay là những cái tài sản khác mà ta cũng dư sức để mà trả chứ, mà tại sao phải bắt bà này, hoặc là nói rằng phải để cho bà ta có một cái thời gian để mà thực hiện cái việc mà chi trả đó, thì chúng ta phải trở lại cái vấn đề là luật pháp người ta quy định nó khác đi chứ không phải là đơn giản, tức nghĩa rằng khi mà anh đã đem cái đồng tiền ra khỏi cái nơi đó rồi, còn người ta thấy tính là hoàn thành và người ta bắt tội thôi. Thí dụ như khi mà chúng ta đi vào trong một cái khu siêu thị hay là bước vào trong một cái nhà của một cái cá nhân nào đó, và mình đã lấy cái tài sản đó đem ra khỏi cái nhà đó rồi, thì ra khỏi cái nơi mà nó lẽ là phải phải để ở chỗ đó mà mình lấy ra ngoài luôn rồi, thì người ta tính là hoàn thành và người ta nói mình là ăn cắp thôi. Còn cái việc mình có đem trả lại hay là mình phải bồi thường, mình làm cái chuyện gì khác thì đó là một cái tình tiết để mà gọi là giảm nhẹ, tình tiết để mà người ta xoa dịu, người ta xử nhẹ thôi, chứ không phải là cái cách mà nói là không có tội. Tức nghĩa là bây giờ mày nói tao ăn cắp nhưng mà giờ tao lấy ra, bây giờ tao trả lại mày đó, cái tài sản nó có mất đâu, hoàn toàn là của mày, vẫn còn là của mày, thì không thể nói ngang như vậy được. Đối với luật pháp không thể nói ngang như vậy. Mình vẽ vời ra những cái dự án mà mình quét những cái tài sản nó qua trong một cái lĩnh vực khác thì đây là tội phạm. Thì trở lại bà Trương Mỹ Lan đó, bà Trương Mỹ Lan là một cái người rất là nổi tiếng, chúng ta đã biết rồi, một cái người gốc Hoa nữa. Mấy ngày vừa rồi đó, quá nhiều các cái thông tin, quá nhiều những cái thông tin xấu nữa, khi mà thêu dệt rằng là bà này là cái người có chồng là Hồng Kông Trung Quốc, rồi có lẽ là cũng có quốc tịch nước Anh, rồi như vậy thì cái thế lực rất là mạnh, có yếu tố nước ngoài, và bắt bà ta làm cái việc là đấu đá chính trị, đấu đá miền vùng gì đó, hay là đấu đá với nhau trong cái lĩnh vực mà trâu cột ghét trâu ăn gì đủ thứ chuyện, giành thị phần giành gì đó, hoặc là gọi là nuôi mập lên để mà đập, hoặc là đủ thứ hết, hoặc là có người thì cũng nói là nói bắt non rồi thiêu dệt đủ thứ chuyện, thì chúng ta bỏ ngoài tai hết những cái chuyện đó đi, mà chúng ta mà lao theo vào những cái tin như vậy đó là mình là cái người phạm tội trước, bởi vì căn cứ theo luật pháp của Việt Nam, khi mà tung tin mà thất thiệt hay là làm hoang mang quần chúng, hoặc là những cái tin gọi là bịa đặt đó để mà tấn công những người khác. Mặc dù bà Trương Mỹ Lan hiện giờ đang bị khởi tố, đang bị bắt giam, đang bị điều tra về rất là nhiều các cái vấn đề, tuy nhiên bà ta vẫn là cái người chưa phải là tội phạm, không thể mà chụp hay là làm xấu những cái hình ảnh một cách rất là tùy tiện được. Thì trở lại cái vấn đề đó,
người ta nói rằng bà Trương Mỹ Lan có phải là thật sự mạnh hay không, cái vốn liếng có đủ hay không, và vì sao bà ta lâm vào cái cảnh như thế này. Thì thật ra trong cái quá trình mà kinh doanh địa ốc bất động sản của Việt Nam nó đã bị khựng lại ngay trong cái thời điểm dịch Covid-19. Dịch Covid-19 nó đã làm tê liệt, nó làm khựng lại hết tất cả các cái lĩnh vực. Và trong đó thì địa ốc cũng chịu chung cái số phận và nó kéo theo cái sự chao đảo rất là rõ của cái thị trường chứng khoán. Và nó làm cho những cái anh lớn trong cái lĩnh vực này đã bắt đầu lòi mặt ra, đã bắt đầu cho thấy rằng đó không thể giật gấu vá vai được nữa, không thể mà chờ đợi một cái thời gian rồi thông qua các cái sự quen biết, thông qua những cái dự án được ưu đãi, thông qua cái sự xào chẻ với nhau thì tự động cái vốn nó hay là cái giá trị nó tăng lên một cách rất là không bình thường, không còn cái thời điểm đó nữa, thời điểm nó đã qua rồi. Và bây giờ đó thì mình cũng không biết được rằng trong cái tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan, những cái công ty con khác ngoại trừ An Đông ra có cái cách làm như vậy hay không. Dĩ nhiên là trong thời gian tới người ta sẽ điều tra, ví dụ như trong trường hợp của Trịnh Văn Quyết người ta đã bắt đầu mở rộng điều tra, trong cái trường hợp của Tân Hoàng Minh cũng vậy. Tân Hoàng Minh đến ngày hôm nay đó, cái chứng khoán, cái trái phiếu của cái việc mà huy động trên ba bốn các cái công ty con của cái tập đoàn Hoàng Minh thì Tân Hoàng Minh đến ngày hôm nay vẫn chưa chi trả xong. Và nhiều người dân hay còn gọi là trái chủ hay còn gọi một cái tên mỹ miều là nhà đầu tư đó, trong suốt mấy tháng vừa rồi phải ăn dầm nằm về, phải đứng trước các cái trụ sở của Tân Hoàng Minh, mặc dù là những người mà họ thừa kế, họ đang giữ cái trách nhiệm và gọi là quản lý của Tân Hoàng Minh, cũng hứa hẹn rất là dữ dội, hứa hẹn là sẽ chi trả đầy đủ, còn quần xà lỏn cũng trả, nhưng mà thực tế thì bây giờ đang rất là chao đảo, người ta thấy đến ngày hôm nay vẫn chưa chi trả hết. Và đối với cái vụ của bà Trương Mỹ Lan thì sao? Và Trương Mỹ Lan chắc chắn người ta cũng sẽ điều tra mở rộng, và nếu như điều vốn qua lại mà không được đó thì là một cái điều rất là tồi tệ. Và đối với luật pháp thì người ta kê biên tài sản đến đâu, dĩ nhiên là sẵn cái vụ này người ta sẽ điều tra để mà làm rõ rất là nhiều thứ, bởi vì trong cùng một cái tập đoàn và cái người đứng cao nhất là bà Trương Mỹ Lan. Bà Trương Mỹ Lan có những cái chỉ đạo cho Tân Quang Minh, thì nó có phối chỉ đạo cho cái tập đoàn gọi là An Đông. Như vậy thì An Đông có liên quan đến những cái tập đoàn khác hay không, và có điều vốn qua lại và có cái cách chi trả làm sao, hay là cái cách mà lừa đó nó có áp dụng với những cái trường hợp khác hay không. Và chúng ta thấy trong cái địa ốc hay trong cái lĩnh vực mà bất động sản, không chỉ là cái tập đoàn Tân Hoàng Minh hay là FLC hay là ngay cả cái tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan, mà có thể có thêm những cái doanh nghiệp khác nữa, bởi vì trong thời gian vừa rồi có những cái sự mà người ta thanh tra đó, nó cho thấy có các cái dấu hiệu, và chúng ta sẽ không bất ngờ nếu như trong thời gian tới có thêm một số các cái doanh nghiệp mà phải đứng trước các cái cơ quan pháp luật để mà trả lời về rất là nhiều vấn đề. Thì thông thường đó, những cái công ty địa ốc, những cái công ty mà bất động sản họ làm như cái cách như thế này, và thường để phát hành trái phiếu đó thì để cho những cái người mà trái chủ họ tin tưởng, thì lúc nào họ cũng có kết hợp với các cái doanh nghiệp, ví dụ như cái hệ thống ngân hàng chẳng hạn, và những cái ngân hàng thương mại, và những cái thương mại mà trong bốn cái tứ đại thiên vương của ngân hàng mà thương mại mà có cái gốc của nhà nước đó, thì thường thì cái guideline hay cái hướng dẫn mà để mà cho vay của họ rất là khó, họ phải chặt chẽ hơn. Và những cái ngân hàng thương mại tư nhân dĩ nhiên là theo cái quy định của ngân hàng nhà nước, tuy nhiên thì cái độ mà độ mềm dẻo của nó dễ hơn, và thường nó cho cái lãi suất nó cao hơn để mà thu hút, và cái rủi ro ở các cái ngân hàng mà gọi là tư nhân cũng cao hơn. Bằng chứng là trong 2 thập kỷ vừa rồi đó, chúng ta đã thấy ra sự sụp đổ hàng loạt của các cái ngân hàng thương mại khi mà ào ra rồi thành lập, như là ngân hàng xây dựng chẳng hạn, trước đó là ngân hàng của bà Nguyễn Thị Phấn, rồi và sau này đó là cái Ocean Bank chẳng hạn. Và người ta thấy có nhiều sát nhập, rồi cái việc mà bán các cái ngân hàng với cái giá trị là không đồng, rồi cái việc mà âm vốn chủ sở hữu rất là nhiều nữa, và đã bị sự can thiệp rất là nặng của phía bên chính phủ, của ở bên ngân hàng nhà nước, và hạn chế lại các cái giao dịch trong đó mà huy động vốn, hay là ngay cả cái việc mà thực hiện cái việc cho vay cũng vậy.
người ta phải kiểm soát và cái giám sát rất là chặt chẽ. Thì thường đó, cái việc mà các cái tài phiệt mà làm ăn trong cái lĩnh vực địa ốc, trong cái lĩnh vực mà bất động sản và có cái sự kết hợp tài chặt chẽ với cái ngân hàng là cái chuyện cũng rất là bình thường. Thế khi mà ngân hàng họ tài trợ, họ không rót vốn, họ không rót máu thì làm sao mà nó có thể đủ sức để mà kinh doanh. Nhưng mà ở vấn đề đây là người ta đạp dò đạp cẳng, người ta đứng ra bảo vệ, người ta đứng ra để mà bảo lãnh. Nhưng mà đó, cái việc bảo lãnh như vậy mà khi mà cái doanh nghiệp họ làm ăn không có đúng, họ có dấu hiệu lừa đảo, họ sử dụng cái đồng tiền đó để nhằm mục đích khác và cuối cùng không thu hồi được vốn thì ngân hàng là cái sân sau, ngân hàng bảo lãnh, ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Và chính vì có cái sự kết hợp giữa ngân hàng với cái cơ quan mà gọi là mà kinh doanh thì người ta hoàn toàn có cái sự nghi ngờ và người ta có sự liên tưởng. Và đây mới là cái mấu chốt mà trong mấy ngày vừa rồi có những cái sự mà bất an đối với những người gửi tiền ở một cái ngân hàng, một cái ngân hàng thương mại mà được cho là dính dấp tới bà Trương Mỹ Lan. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi để coi quá trình điều tra người ta có chứng minh được cái vấn đề gì không và có mở rộng nó tới đâu hay không. Và đối với những người mà gửi tiền đó thì theo như luật pháp của Việt Nam cũng có cái việc bảo lãnh, rồi có cái việc ký quỹ của các cái ngân hàng mà gọi là thương mại lên cái ngân hàng nhà nước. Và một khi có một cái sự rủi ro, một cái sự bất trắc gì đó mà ngân hàng thương mại ở dưới không có trả được thì vẫn có cái sự chi trả và của cái bảo hiểm. Và cái bảo hiểm thường thì người ta đảm bảo rằng là thí dụ như cho mỗi cái tài khoản hình như là 75 triệu hay gì đó. Thì chúng ta thấy rằng á, đối với một cái ngân hàng đi, một ngân hàng thương mại có thể lên tới hàng trăm ngàn tỷ, hàng trăm ngàn tỷ. Mà trong cái vụ của An Đông đó, thí dụ bây giờ nói rằng là huy động lên 25 ngàn tỷ và cũng chưa có kết luận lạc mất khả năng chi trả, cũng chưa có khả nói là coi như là chưa có tất toán và cũng chưa có cái kết luận rằng sẽ mất hết tất cả 25 ngàn tỷ hay là lừa đảo 25 ngàn tỷ. Trong 25 ngàn tỷ rất có thể là sẽ bị cáo buộc lừa đảo khoảng chừng 5 ngàn tỷ, 7 ngàn tỷ hay là tất cả 25 ngàn tỷ, chúng ta chưa hiểu. Và nếu mà có 25 ngàn tỷ này nữa thì so với một cái ngân hàng thương mại họ có thể là giao dịch và cái vốn của họ lên tới là hàng trăm ngàn tỷ chẳng hạn thì nó cũng chả phải là cái vấn đề gì. Cho nên cái sự mà quá sốt sắng, quá lo lắng để rồi mà đi sắp hàng hàng mấy tiếng đồng hồ để mà rút ra những cái đồng tiền để mà hủy bỏ đi một cái khế ước là rút tiền tiết kiệm trước thời hạn á, làm mất đi rất là nhiều các cái phần lời thì cũng rất là uổng. Thí dụ như ngày hôm qua cái một cái ngân hàng thương mại ở Việt Nam là SCB cũng đã có một cái thông báo là tăng cái lãi suất lên để mà giữ các khách hàng và cũng hứa hẹn và cũng phải tung ra rất là nhiều các cái thông tin nói rằng cái việc mà họ sẽ chi trả và giữ vững cái ổn định và khách hàng được tôn trọng, nói chung là tất cả những cái điều đó. Thì chúng ta tiếp tục để mà theo dõi. Thì cái việc mà bây giờ đó, ngoại trừ các cái ngân hàng mà kết hợp với các cái doanh nghiệp ra thì theo như những cái vụ án đã phanh phui rồi đó, chúng ta thấy là họ có một cái gì mà rỡ má nữa là một cái công ty chứng khoán. Một cái công ty chứng khoán có khi họ thành lập ra và hoặc là họ kết hợp hoặc là nó mang tính chất đóng giả là quân xanh quân đỏ để mà giúp bơm thổi các cái chứng khoán nó lên hoặc là giúp để mà phát hành các cái trái phiếu. Cũng như là bên cạnh đó nữa họ còn có thêm một cái doanh nghiệp nữa, thí dụ như doanh nghiệp bảo hiểm chẳng hạn. Một cái doanh nghiệp bảo hiểm để mà tạo ra một cái lòng tin và làm cho những cái nhà đầu tư, những cái người mà họ gọi là trái chủ đó, họ bỏ cái đồng tiền ra, họ tin tưởng hơn. Và trong cái vụ của coi như là của bà Trương Mỹ Lan đó, ngay cả trong cái tập đoàn An Đông này mấy ngày vừa rồi thì ngoại trừ cái ngân hàng gọi là SCB ra thì người ta cũng có nhắc đến một số các cái công ty vệ tinh giống có liên quan chẳng hạn. Thí dụ như là cái chứng khoán Tân Việt. Tân Việt mà cái người mà hôm rồi là CEO của Tân Việt đó, trước cái lúc mà có cái lệnh khởi tố hay là bắt giam bà Trương Mỹ Lan chỉ có chưa đầy 24 tiếng đồng hồ thì cái người đứng đầu đã phải coi là Nguyễn Tiến Thành đó, gọi là đã bị đột tử, bị chết một cách là chết trước chấm phần đền.
Thì nhiều người cũng đặt vấn đề lắm. Nhưng mà chúng ta thấy là một cái công ty mà chứng khoán như thế này và các công ty chứng khoán này nói rằng có cái sự liên hệ với cái tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan hay không. Người ta thấy rằng có nhiều cái nhân sự hay là những cái cổ đông ở phía bên Tân Nam coi như là của cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát và họ đã từng có những cái đầu tư hay là có giữ các cái trọng trách hoặc là có một cái sự mối quan hệ chẳng hạn. Ngay cả như Nguyễn Tiến Thành được cho rằng là chồng của một cái người mang tên là Hoàng, là phó chủ tịch hay là phó tổng giám đốc gì đó của cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Và ngoại trừ cái chứng khoán Tân Việt ra thì người ta cũng xác định có những cái công ty bảo hiểm nữa, thí dụ như công ty bảo hiểm Bảo Long chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều này khi mà chúng ta có nhiều thời gian chúng ta sẽ nói nó sâu hơn và chúng ta kiên nhẫn đó, chờ đợi thì phía bên cơ quan chức năng người ta cũng sẽ có những cái thông tin thôi. Và khi mà chúng ta đưa những cái thông tin hay là bàn luận những cái thông tin thì phải trên những cái cơ sở rất là thực tế, những cái cơ sở là phải cơ thông tin chính thống, cơ tin mà được chứng minh, thông tin mà được ghi nhận bởi các cái cơ quan pháp luật, chứ không phải ngồi đó mà đoán mò và chúng ta đưa ra để mà nói giống như chứng minh rằng mình là tài giỏi hoặc là mình là hiểu biết, nhưng mà thực tế là chỉ toàn là những cái thuyết âm mưu. Thì cái việc mà bắt bà Trương Mỹ Lan á và để khởi tố một cái vụ án nó rất là kinh thiên động địa như thế này thì làm cho nhiều người dân rất là sảng khoái. Có thể nói là mấy ngày vừa rồi nhiều người rất là hân hoan. Và khi mà chúng tôi đưa cái bản tin này lên trên cái trang coi như YouTube của mình thì những cái comment mà ở trong cái những cái chương trình đó đó đa phần là người ta khen cái chính quyền của Việt Nam, hay nói đúng hơn là người ta cảm thấy vui, chứ không thấy một cái comment nào gọi là ủng hộ bà Lan cả. Không có ai nói là bà Oan làm bị oan sai hay là ngoại trừ cái đám mà gọi là dân chủ cựa dân hải ngoại thôi. Cái đám gọi là chống cộng cựa thì lúc nào nó cũng nói cho bằng được. Chúng tôi sẽ có những video clip nói về cái mạng đó riêng. Và điều này thì cho thấy rằng sao? Người dân họ bắt đầu á có những cái hiểu biết nhiều hơn về pháp luật. Và người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn về cái cách làm của những cái kẻ mà nó tự xưng hay là nó được che đậy rất là kỹ càng về cái vấn đề đạo đức, cái vấn đề là cống hiến, vấn đề mà lúc nào cũng là cái người là anh hùng hết, nhưng mà thực tế thì nó vẫn có những cái sự sai phạm rất là kinh thiên động địa. Và để bắt một cái người rất là uy tín như vậy là một cái sự kiện rất là căng thẳng rồi. Quan hệ quốc tế, quan hệ bên ngoài, đầu tư một cái doanh nghiệp lớn như vậy, chắc chắn rằng nhiều quan chức họ biết chứ. Nhiều anh em, nhiều ngành nghề họ có dây mơ rễ má kinh hồn lắm, thế lực là kinh khủng lắm, thế lực là. Và khi mà bắt như vậy nó có thể động chạm đến, nó làm ảnh hưởng dây chuyền, nó làm một cái hệ thống domino có thể là bị sụp cái này ảnh hưởng cái kia, chao đảo thị trường chứng khoán, làm cho người dân họ đi rút tiền, làm cho các cái doanh nghiệp khác họ rúng động, làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nhìn lại đó là có tội hay không, chúng ta chỉ nhìn ở góc độ pháp luật thôi. Bắt cái người đó mà người đó có tội hay không, bắt người đó có chứng cứ hay không, và những cái chứng cứ như vậy có thuyết phục hay không, và nó hay là người ta tạo dựng, chỉ là như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta hy vọng là trong cái thời gian tới sẽ có nhiều cái chứng cứ hơn, có nhiều cái chúng ta sẽ biết nhiều cái chứng cứ hơn, chúng ta biết nhiều hơn những cái khuất tất trong cái vụ này để mà tạo ra một cái sự thuyết phục cho những cái người dân, để mà cho cái dư luận đó người ta không thể nói tầm bậy được. Đó là cái điều mà chúng ta muốn muốn chia sẻ ngày hôm nay, và hôm nay thì tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị.